Tôi tên Hà Ngọc Trung, sinh năm 1986. Từ 3 năm trở lại đây, do bị gai cột sống và thần kinh tọa nên tôi đã không đủ sức khỏe để làm việc tại công ty. Nên kinh tế gia đình không ổn định, ước mơ được một lần làm cha mẹ của vợ chồng tôi cũng vì đó mà khép lại. Nay tôi làm đơn này, rất mong quý lãnh đạo cứu xét để vợ chồng tôi được tiếp cận chương trình Sẻ Chia Yêu Thương của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Gia đình tôi vô cùng biết ơn. Anh Hồ Ngọc Trung đã viết lá thư này với niềm hy vọng mong manh. Nhưng nếu không nắm bắt cơ hội, chuyện trông con của vợ chồng anh có thể không chỉ dừng lại ở thời gian 4 năm, mà còn lâu, rất lâu, thậm chí cả đời. Khả năng em có con tự nhiên nó khó đó. Thì bác sĩ nào cũng là kêu là thụ tinh ống nghiệm. Nhưng mà cái chi phí thụ tinh ống nghiệm nó rất là cao. Cũng tự đồng viên nhau là có nhiều cặp vợ chồng người ta 9-10 năm, người ta vẫn có. Thôi giờ mình gán làm đi, lo kinh tế. Kinh tế mình phát triển rồi, gia đình mình đủ sống rồi, khi đó mình mới chắc có con. Có nhiều người người ta thương á, người ta nói, ta hỏi mình. Thì mình cảm thấy nó an ủi. Còn có nhiều người người ta hỏi ác ý á, buồn á. Mà mình buồn một, cha mẹ mình buồn 10. Thế nhưng, từ nay vợ chồng anh Trung đã không còn phải đau đáu nỗi khổ tâm này nữa. Vì Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã quyết định hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ lâm sàng theo chương trình Sẻ Chia Yêu Thương, giúp gia đình anh cầm chắc cơ hội làm cha mẹ. Cũng rất may là Phương Châu, là bên Bệnh viện Phương Châu là nhận hai chồng em vô chương trình. Thực sự mà nếu như mà nó mà không có chương trình này thì chắc ước mơ của hai chồng em chắc nó không có. Kể từ đó, vợ chồng anh Trung có thêm động lực để làm việc. Anh Trung biết nếu có con, đời sống sẽ càng vất vả hơn. Nhưng anh tin tiếng cười của trẻ thơ sẽ xóa đi tất cả. Có con, mọi phấn đấu sẽ càng ý nghĩa hơn.